nên bón lót cho cây lúa vùng đất phèn hay không? Nội dung cụ thể sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng hướng dẫn chi tiết. Kính thưa bà con nông dân và quý khán giả, cây lúa là cây chủ lực ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà gần đây thì bà con đã nghe là biến đổi khí hậu tác động rất mạnh mẽ tới vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Mà đất đồng bằng sông Cửu Long thì có 1,6 triệu hectare đất phèn. Và hiện nay thì các nhà khoa học khuyến cáo nông bà con nông dân là nên xạ thưa với cái mật độ xạ khoảng 80 kg hecta để cho nó tăng cường cái ánh sáng và nó giảm cái áp lực sâu bệnh và tăng cái hiệu quả sử dụng phân bón và nước. Trong cái điều kiện như vậy thì các nhà khoa học rất khuyến cáo bà con nông dân nên quan tâm đến vấn đề bón lót trên vùng đất phèn cho cây lúa để tạo một cái hiệu ứng rất là tốt. Thứ nhất là khắc chế cái ngộ độc của phèn trong cái vùng đất phèn. Cái vấn đề thứ hai nữa là giúp cho cái rễ lúa nó sẽ phát triển sớm, đẻ hai ngành tê sớm để giúp cho cây lúa phát triển một cách thuận lợi trên vùng đất phèn. Do vậy bón lót trên vùng đất phèn là một giải pháp gần như là bắt buộc trong điều kiện biến đổi khí hậu, trong điều kiện xạ thưa, xạ hàn với mật độ là 80 kg một hecta. Còn nếu mà trong trường hợp bà con nông dân mà cấy đó và xạ cụm đó thì bón lót coi như là một yếu tố không thể thiếu được cho cái lúa cấy và cái lúa xạ cụm. Thành ra câu quan trọng nhất đối với bà con hiện nay là để ứng dụng được tiến bộ kỹ thuật giảm lượng giống gieo xạ là xạ thưa, ứng dụng được những cái biện pháp khắc chế được cái tác động của vấn đề phèn thì chắc chắn bà con phải quan tâm đến vấn đề bón lót trên vùng đất phèn cho lúa. Đặc biệt trong năm ba vụ lúa thì đông xuân cũng cần bón lót, hè thu là cực kỳ cần bón lót vì vụ hè thu là cái vụ dễ bị xì phèn, và vụ thu đông cũng rất cần để bón lót vì là lúa nó sẽ lên trong điều kiện mưa gió khó khăn. Bây giờ chúng tôi lưu ý bà con nông dân là phải quan trọng nhất là công tác làm đất trước khi bón lót, nó chiếm một vị trí rất quan trọng để giúp cho hiệu quả của phân bón lót tốt. Thứ nhất là làm đất á, là bà con phải cuối vụ đông xuân bà con phải cày đó, sau đó bà con phải trục ba lần, gọi là ba tát đó, là vệ sinh đồng ruộng. Đã trục cái tát thứ nhất nó đảo qua, sau đó rồi có hai cái tát kế tiếp. Khi mà bà con chuẩn bị xạ đó thì bà con trục cái lần cuối cùng đó. Trước khi cái trục lần cuối cùng đó thì bà con chúng ta phải quan tâm đến hai việc. Cái việc thứ nhất là cái giống nó phải ngâm ủ, nó ra mọng ra càng vừa cái điều kiện để xạ đó. Theo cái điều kiện để xạ đó, bà con biết là cái giống nó búp đó, để mà xạ cho nó tốt đó. Và trước cái lần lòng đất sau cùng đó thì bà con sẽ bón lót cái phân gọi là phân bón lót. Phân bón lót sử dụng đất phèn đó thì bà con ưu tiên bón cái phân lót đầu trâu mặn phèn. Phân bón lót đầu trâu mặn phèn là một tiến bộ kỹ thuật của các nhà khoa học của công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đưa ra thử nghiệm trong các năm gần đây, cho thấy cái phân bón lót đầu trâu mặn phèn có hiệu quả rất tốt trên các vùng đất nói chung và trên vùng đất mặn và phèn nói riêng. Vì trong cái phân bón lót đầu trâu mặn phèn có 20% CaO tức là vôi, có 14% silic giúp cho lúa cứng cây không đổ ngã và giúp cho hấp thu cái silic cung cấp cho cái rễ lúa và cây lúa, và có 14% lân rất cần trong cái giai đoạn này để khắc chế phèn và giúp cho cái mầm nó ra và rễ nó ra, và có 4% đạm vừa đủ cung ứng cho mầm ra rễ ra để phát triển giai đoạn đầu. Và phân đầu trâu mặn phèn bón lót 100 kg cho tới 150 kg một hecta, tùy theo cái độ mặn, cái độ phèn của từng vùng đất khác nhau. Nếu vùng đất nó hơi ít phèn, bà con bón khoảng 100 kg một hecta. Nếu vùng đất phèn vừa, bà con bón 120-140 đầu trâu mặn phèn một hecta. Dùng đất mà mặn phèn nó hơi nhiều chút đó, thì bà con bón lên 150 kg một hecta. Là đây là cái liều lượng đã được các cán bộ khuyến nông, các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã thử nghiệm trong cái mô hình canh tác lúa thông minh để cho thấy cái lượng phân bón đầu trong mặn phèn bón lót là từ 100 cho tới 150 kg hecta, mang đến hiệu quả rất tốt, cây lúa lên rất đẹp, tỷ lệ sống rất cao và rễ lúa đâm trắng mọc rất nhanh và hai ngành trê đẻ ra rất sớm, giúp cây lúa ngay buổi ban đầu có thể là giải thoát được cái vấn đề là bọ trĩ, tức là cây lúa nó nở bụi sớm, nó đẻ nhánh sớm, lúa xanh đẹp thì gần như là không có bọ trĩ. Và khi cây lúa nó ra rễ sớm, nó đẻ nhánh tốt thì
thì đó là tiền đề cho năng suất cao trong các vụ lúa, đặc biệt những vụ lúa khó khăn, ví dụ vụ lúa hè thu chẳng hạn, những vùng đất phèn là rất cần bón lót và bón lót với đầu trâu bằng phèn. Đây là khuyến cáo của nhà khoa học. Tuy nhiên một cái điểm cuối cùng mà con trong lòng đất phải lưu ý là phải móc các rãnh thoát phèn, các mương thoát phèn, vì muốn cho cái phèn nó sổ nhanh, tống độc nhanh để vừa rễ lúa cho nó ít bị độc, thì cứ một băng khoảng 4 mét thì bà con phải móc một cái rãnh bề ngang 2 tấc, sâu xuống khoảng 2 tấc. Nó tùy theo địa hình cũng được, để làm sao các mương nhỏ, các rãnh thoát phèn đó là nó nằm trong cái ruộng, nó sẽ giúp cho cái việc rửa phèn, sổ phèn nhanh hơn và giúp cho cái lúa nó mọc tiện hơn, nó tốt hơn và chúng ta canh tác lúa hiệu quả hơn. Xin chúc bà con thành công. Nên bón lót cho cây lúa vùng đất phèn hay không? Trên vùng đất phèn, trong điều kiện sạ thưa 80kg trên 1 hectare, cần bón lót cho lúa trước khi gieo sạ để khắc chế ngộ độc phèn, giúp rễ lúa phát triển sớm, đẻ hai ngạnh trê sớm. Trường hợp cấy hoặc sạ cụm thì bón lót là điều kiện không thể thiếu. Trong cả 3 vụ lúa đông xuân, hè thu, thu đông đều cần bón lót. Cần làm đất tốt trước khi bón lót. Cuối vụ phải cày, sau đó trục 3 tát. Giống lúa phải ngâm ủ tốt đủ điều kiện gieo sạ. Trước lần làm đất sau cùng, bón lót phần đầu trâu mặn phèn, đường bón 100-150kg trên 1 hectare. Vùng đất phèn ít, bón 100kg trên 1 hectare. Vùng đất phèn trung bình, bón 120-140kg trên 1 hectare. Vùng đất phèn nhiều, bón 150kg trên 1 hectare. Bón lót phân bón đầu trâu mặn phèn còn giúp hạn chế bọ trĩ đầu vụ.